Mình hay di chuyển bằng tàu điện. Mình chọn xe buýt điện. Thế còn quý vị lựa chọn phương tiện gì để di chuyển trên quãng đường hàng ngày của mình? Thưa quý vị, theo số liệu mà nói thì hiện tại Hà Nội có khoảng 10 triệu dân, trong đó có khoảng 7 triệu xe cơ giới. 90% trong số 7 triệu xe cơ giới đó là xe máy. Những con số cho thấy nó đang góp phần tạo nên những buổi sáng đi học, đi làm, rồi những giờ tan tầm cuối giờ chiều nữa, đông đến nghẹt thở. Chắc chắn chỉ có một hệ thống giao thông xanh mới là phương án để giải quyết vấn đề nan giải này. Và vị khách mời đầu tiên của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay là một chuyên gia về lĩnh vực giao thông. Chúng tôi xin được giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Hải, là giám đốc của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội. Cảm ơn ông đã đến với chương trình. Cũng như là nhiều thành phố lớn khác thì Hà Nội của chúng ta cũng đang tiến tới những giải pháp liên quan đến giao thông xanh. Cụ thể thì những giải pháp đó đang được triển khai như thế nào? Thì chúng ta đã biết là đã có một loạt các cái công trình, một loạt những cái dự án liên quan đến giao thông xanh đã ra đời rồi. Chúng ta đã có những cái tuyến đường sắt đô thị đầu tiên chạy, có thể nói đến là một cái loại hình giao thông là phát thải zero. Trước đó thì chúng ta đã có 7 cái tuyến xe buýt chạy bằng nhiên liệu khí hóa lỏng CNG. Cái này đang chạy với trên 100 xe rồi. Và bắt đầu từ năm vừa rồi thì chúng ta đã triển khai thêm một loại hình mới. Lần đầu tiên trong khu vực là chúng ta có xe buýt chạy bằng điện. Theo quan điểm của ông, sự ra đời của những phương tiện ví dụ như là xe buýt chạy bằng CNG hay là xe đạp điện, xe máy điện, hay là gần đây nhất đó là sự vào cuộc của xe buýt điện, thì nó đã đóng góp như thế nào cho hệ thống giao thông xanh nói chung? Bản thân giao thông công cộng nó là một cái loại hình phương tiện, nó đã tạo nên một cái môi trường giao thông xanh rồi. Hiện nay cái hệ thống xe buýt công cộng của Hà Nội là một ngày vận chuyển khoảng trên dưới 1 triệu người. Bản thân chính cái giao thông công cộng nó đã hút cái người bỏ cái phương tiện cá nhân và tham gia cái giao thông chung và giảm phát thải, đấy là ý nghĩa rất lớn rồi. Thứ hai nữa là chính cái giao thông công cộng lại sử dụng những phương tiện sạch thì nó làm giảm rất đáng kể cái lượng phát xả do chính giao thông công cộng phát ra. Vì hiện nay chúng ta có trên 3.000 cái phương tiện giao thông công cộng mà chủ yếu là sử dụng những xe buýt lớn, công suất lớn mà sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà thì sẽ phát xả ra một cái lượng khí độc hại, CO rồi bụi mịn vân vân. Lần lượt mà chúng ta thay cái loại hình xe buýt chạy bằng các cái nhiên liệu khí hóa thạch bằng các nhiên liệu sạch thì rõ ràng là nó giảm thiểu rõ rệt trong cái môi trường giao thông công cộng. Thứ hai nữa là chúng ta đã thấy rằng những loại hình mới này như chúng ta đã trải nghiệm đấy thì không chỉ là nhiên liệu sạch nhưng mà dịch vụ là cũng văn minh, thân thiện, nó tạo sang một cái cách nhìn mới, một cái sức hấp dẫn mới cho cái giao thông công cộng, nên mọi người nhìn vào sẽ thấy đây là một cái loại hình đáng được lựa chọn để đi. Thưa quý vị, nếu mà nói về một loại phương tiện giao thông công cộng xanh thuận lợi nhất, thân thiện nhất với môi trường thì tôi nghĩ rằng tôi đang ngồi trên cái phương tiện đó thật là êm ái, thưa quý vị. Đó chính là chiếc xe buýt trong hệ thống xe buýt điện đầu tiên của thành phố Hà Nội. Và tôi tin rằng là những hành khách đang có mặt trên chuyến xe này đã có suy nghĩ như thế. Mình thích âm thanh nhẹ với lại là di chuyển nó êm. Nói chung là đi này rất tiện, đảm bảo sức khỏe và đi cảm thấy như vậy là an toàn. Nói thật như thế, mình thấy lái xe cũng rất cẩn thận. Nói chung là rất là tiện lợi, tại vì website nó có chỉ dẫn các tuyến ấy, nên chỉ cần nhập các điểm đến và điểm đi thì người ta chỉ luôn là xe đến trong bao nhiêu phút thì em sẽ biết là ở bến là bến nào, rồi em ra đấy ngồi chợ và chắc chắn sẽ có xe. Vậy thì những nhà sản xuất, những đơn vị kiến tạo giao thông xanh, họ đã và đang làm gì để mang tới cho chúng ta những phương tiện thân thiện với môi trường, những lựa chọn an toàn cho tương lai của mỗi người chúng ta? Thưa quý vị, đây chính là nơi tập kết tất cả những chiếc xe buýt trong hệ thống xe buýt điện đầu tiên của thủ đô Hà Nội, một thành phần không thể thiếu được của một hệ thống giao thông xanh. Ngay bây giờ, hãy cùng gặp và nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc Vinbus, Tập đoàn Vingroup, về hành trình đưa những chiếc xe buýt điện hòa vào mạng lưới giao thông công cộng, góp phần kiến tạo một hệ thống giao thông xanh ở Việt Nam. Hiện nay thì chúng tôi đã hoạt động tại 3 thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Sau gần 6 tháng chính thức hòa vào mạng lưới xe buýt của thành phố thì chúng tôi đã mở được 8 tuyến, 7 tuyến tại Hà Nội, 1 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tuyến phục vụ cho khách du lịch tại Phú Quốc.
Trung bình mỗi ngày thì chúng tôi đang đón và tiếp khoảng hơn 30.000 lượt hành khách, và số lượng hành khách này thì đều đang tăng trưởng hàng ngày. Trước tiên thì chúng tôi đi tiên phong và hỗ trợ trong việc kiến tạo nên nền giao thông xanh, hiện đại, văn minh nhưng thân thiện với môi trường, góp phần vào mục tiêu chung của thành phố là giảm phát thải, giảm tiếng ồn và giảm tình trạng kẹt xe. Bên cạnh đó thì chúng tôi luôn không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng trải nghiệm của hành khách bằng cách chúng tôi đưa các tiêu chuẩn dịch vụ cũng như các phương tiện công nghệ hiện đại vào áp dụng. Như chúng tôi đang đưa ra hệ thống thanh toán không tiền mặt, khách hàng có thể sử dụng trên ứng dụng hoặc là khách hàng có thể sử dụng trực tiếp thẻ ATM để thanh toán. Bên cạnh đó thì chúng tôi đưa ra các ứng dụng để hỗ trợ hành khách quản lý lịch trình, theo dõi lịch cũng như là nhận xét về chất lượng dịch vụ, đánh giá chất lượng dịch vụ của các chuyến đi. Thông qua những trải nghiệm tốt hơn đó thì chúng tôi hy vọng là hành khách sẽ ngày càng sử dụng hệ thống xe buýt, hệ thống giao thông công cộng của thành phố nhiều hơn. Trong hành trình của Chặng Đường Xanh ngày hôm nay, chúng ta đã nghe các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, họ chia sẻ về những giải pháp để hướng đến một môi trường giao thông công cộng xanh, thân thiện với môi trường. Trong những giải pháp đó, chắc chắn không thể thiếu được, đó là việc mỗi người chúng ta hãy tạm gác lại việc sử dụng những phương tiện giao thông cá nhân của mình. Hãy dành thời gian di chuyển của mình trên những phương tiện công cộng xanh như là chiếc xe buýt điện ở đây. Tôi tin ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều đó.